xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong một bộ combo bộ dàn karaoke. Rất nhiều anh em điện đến cho bên mình và hỏi là có bộ dàn karaoke nào mà giá tốt, chất lượng hay, gồm bao gồm cả loa full. Loa full là dạng loa đứng gồm có một bát 30 một kèn anh em nhé, và đẩy vang và micro không dây. Thì hôm nay nhằm đáp ứng lại cái nhu cầu của anh em. Đấy, những cái khúc mắc của anh em sẽ được giải quyết trong cái video này. Vấn đề anh em mua một bộ sản phẩm hàng, ví dụ như hàng chính hãng hay là hàng công ty thì giá nó rất là cao, nó tầm trên khoảng trên 20 triệu. Thì ở đây sẽ có một bộ dàn này. Hàng ở đây thì nó JBL, nó là hàng liên doanh thôi anh em nhé. Một cặp loa JBL hàng liên doanh, một con đẩy Martin Audio MA208 hàng nhập khẩu China, và hàng vang PS Audio hàng chính hãng, một bộ micro Bose 4.9 cho anh em có một đầu thu và hai tai mic như thế này để hát karaoke không dây anh em nhé. Thì combo cả bộ dàn này có trị giá là 13.800.000, và trong cái chương trình khuyến mại cho anh em cái mùa dịch này thì ở nhà hát karaoke thì combo bộ dàn này bên Nghĩa Đô giảm giá chỉ còn 10.500.000, 10.500.000 anh em nhé. Đấy, giá rất là sốc luôn. Đấy, một bộ dàn giá cực kỳ tốt mà vẫn ở chế độ bảo hành 12 tháng cho anh em. Đấy, cho cái bộ dàn này. Và để cho anh em hiểu thêm về bộ sản phẩm này thì mình xin test qua chất âm của bộ dàn này cho anh em cùng lắng nghe và cùng tham khảo anh em nhé. Đánh rất là chắc luôn. Anh và em, dường như ta đã hết yêu nhau.
rồi, em hãy cho anh nghe đi người người yêu. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng nghe thấy giờ đây em còn yêu ai? Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bao đầu, nơi mà anh khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất nụ cười của em, nhưng thương người sẽ cho em tìm lại bầu trời. Lần 5-6 lần đấy, về combo của bộ dàn này thì em đã báo giá như ở trên đầu video, thì áp dụng giá với cho anh em có thể xem được video này anh em nhé. Còn những cái giá bán lẻ thì em xin công bố như sau cho anh em nào có thể mua lẻ, thì con đẩy MA 2.8 với giá 4.2 triệu, đôi loa JBL với giá là 5.9 triệu anh em nhé, và van PS giá 1.9 triệu, bộ micro không dây Bose giá 1.2 triệu cho anh em nào có thể mua lẻ nhé. Xin chào tạm biệt anh em vào những clip lần sau. Anh em hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận thêm những clip hữu ích ở bên Nghĩa Audio anh em nhé. Xin chào anh em.